Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, chương trình đã nhận được sự phản ánh của người dân ở xóm 9, thôn Rừng Trạch, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu về việc trang trại chăn nuôi gà trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Trước thực trạng đó, nhóm phóng viên của chương trình đã có mặt tại địa phương và xác minh tình trạng trên. Nhà đối diện với trang trại chăn nuôi gà, cửa lúc nào cũng phải đóng. Thế nhưng bụi gà, mùi hôi thối vẫn chẳng buông tha gia đình anh Phạm Văn Hoàn ở thôn Dương Trạch, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Thứ nhất bụi gà này, thứ hai là mùi thối, hôi thối của phân mấy cả trứng chiếc các thứ nữa. Mùi hôi thối thì lại phải đóng cửa, có khi là không thể thở được. Không chỉ riêng gia đình anh Hoàn phải sống trong ô nhiễm không khí, mà đây là sự phản ánh của nhiều hộ dân khác. À, nhà tôi đối diện ngay trang trại, cách con một con đường, nắng thì nắng mưa là đều bị hết, các nhà phải đóng cửa, mùi thối quá không chịu được, các cháu nó ho, chúng tôi cũng ho, nó có tuổi rồi. Ôi mùi ôi thối lắm, chúng tôi đi qua đi lại đây đi làm rồi đi lên lễ tâm linh ở trên đền đây mà thối không chịu rồi, cảm thấy bức xúc lắm. Chúng tôi già rồi, bây giờ chúng tôi khó chịu lắm, ốm đau à. Cứ ra đến ngoài nhà là đã thấy khó chịu rồi, toàn phải đóng cửa kín đấy. Không chỉ người sống phải chịu cảnh hôi thối vì ô nhiễm, đến cả người chết cũng chẳng yên. Thì nhà tôi vẫn còn mộ cụ ở bên trong này là năm nào cũng phải vào rồi thì là đi lại nó rất là mùi, rất là bức xúc. Dưới là mộ, ở trên là gà, thứ nhất là ô nhiễm người sống trước, xong đến là người chết thì cũng không yên. Trước những phản ánh của người dân, chúng tôi đã đến và gặp gỡ chủ trang trại chăn nuôi tại khu vực này. Đây là trang trại chăn nuôi gà của gia đình ông Bùi Văn Luật. Theo như quan sát thì hai dãy nhà chăn nuôi gà của ông được xây dựng không khép kín và được nuôi khá nhiều gà con và gà thịt. Ở đây của nhà mình được 4 sào thôi. Gà con, gà lở này, gột gà này thì nó hàng 5-70 nghìn đấy chứ. Cái hôi thối này thì nếu như mới là chúng tôi đã có thuốc khử mùi rồi. Đấy. Bây giờ nó chỉ cần hơi ướt chuồng một cái hoặc là nó có mùi cái là phải khử mùi chứ không có gà hỏng hết làm sao mà được. Thế còn dân đây họ nói nào thì đấy là cái việc của họ thôi chứ mình cũng không thể coi thế là tránh được các cái việc ấy. Cứ khắc phục thôi, bây giờ làm nào để cho nó hạn chế với cái mức thấp nhất để mình cùng nhau mà làm ăn thôi chứ có cái gì đâu mà. Được biết không chỉ riêng thôn Dương Trạch mà tại hầu hết tất cả các thôn ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu vẫn còn tồn tại nhiều trang trại chăn nuôi trong khu dân cư. Theo thống kê của xã, hiện nay vẫn còn 117 hộ chăn nuôi trong khu dân cư, gồm chăn nuôi lợn 55 hộ, chăn nuôi gà 45 hộ, chăn nuôi trâu bò 17 hộ. Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân xã Tân Dân, huyện Khoái Châu cũng đã đề ra các giải pháp. Thì tới đây thì chúng tôi sẽ yêu cầu đối với hộ nhà anh Luật chăn nuôi thì phải đảm bảo trang trại là khép kín để tránh cái mùi là bị ảnh hưởng đến sức khỏe cho các hộ ở xung quanh. Đối với xã Tân Dân thì đã xây dựng và quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung như là ở thôn Bãi Sậy 1, khu cánh Thị Cuông của Bãi Sậy 1 và cánh Trầm Khoái của Bãi Sậy 2. Thì nó khoảng hơn 5 hectare thì chúng tôi đã bố trí, như bây giờ đã bố trí nguồn kinh phí đã làm đường trước. Để cho các hộ đấy sau này có nhu cầu đi ra đấy chăn nuôi là sẽ qua đường. Như ở trong Khoái thì chúng tôi tới đây đã có một tuyến đường là xin tuyến nội đồng làm ra đấy rồi, sẵn sàng để đón các hộ ra khu chăn nuôi tập trung. Mong rằng trong thời gian tới, với các giải pháp mà lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Dân vừa nêu ra sẽ sớm được thực hiện. Trước là đảm bảo tiêu chí môi trường của một xã mới đón bằng công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, sau là để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân. Tới đây chuyên mục ống kính phóng viên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.